Lý do không một quốc gia nào thèm mua tiêm kích hiện đại nhất của Trung Quốc. Từ trước đến nay, cơ sở công nghiệp quân sự Trung Quốc đã quá nổi tiếng với xu hướng vay mượn từ các thiết kế nước ngoài, đặc biệt là trong ngành hàng không vũ trụ và chế tạo máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, động cơ phản lực vẫn là một trở ngại với quá trình hiện đại hóa chiến đấu cơ của không quân Trung Quốc. Mà bằng chứng là nguyên mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 đầu tiên của họ vẫn chưa đạt đủ sức mạnh. Trong hơn 30 năm qua, quân đội Trung Quốc đã tự nghiên cứu và phát triển nhiều mẫu chiến đấu cơ hiện đại, được quảng bá là không thua kém gì các máy bay tiên tiến nhất của Nga và các nước phương Tây. Chẳng hạn như cá mập bay J-15, đại bàng đen J-20 hay tiêm kích tàng hình J-31. Dù được báo chí Trung Quốc ca ngợi như những con sư tử đầy dũng mãnh, thế nhưng các chiến đấu cơ này vẫn chỉ có tiếng gầm yếu ớt. Theo các chuyên gia phân tích quân sự quốc tế, lý do dẫn đến thực trạng trên là bởi một trong những bộ phận chủ chốt của nó là động cơ lại không thể ganh đua được với các sản phẩm đến từ Nga, Mỹ. Có một thực tế là công nghệ chế tạo động cơ của Trung Quốc đi sau các đối thủ cạnh tranh của Nga và phương Tây rất nhiều, khiến cho các chiến đấu cơ tự sản xuất của họ mất đi sức mạnh đáng kể. Chính Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng phải thừa nhận rằng có một khoảng cách rõ rệt giữa công nghệ quân sự Trung Quốc với các nước phát triển, và Bắc Kinh sẽ phải nỗ lực để tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang. Cộng thêm với việc các nước phương Tây cấm các nhà sản xuất vũ khí của họ bán cho Trung Quốc động cơ phục vụ mục đích quân sự, buộc Trung Quốc phải tự mày mò thiết kế động cơ của riêng mình hoặc sử dụng những loại động cơ mà Nga đồng ý cung cấp cho nước này để trang bị trên chiến đấu cơ của họ. Hiện nay, gần như toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc được cho là chịu ảnh hưởng hoặc sao chép các mô hình nước ngoài. Ví dụ như chiếc J-10 được cho là dựa trên IAI Lavi, sư tử non của Israel, và F-16 của Mỹ. J-11 được nhận xét là bản sao của Su-27 Nga, hay chiếc máy bay JF-17 là phiên bản cải tiến hiện đại của MiG-21 Nga. Còn J-20 có điểm tương đồng đáng kể với F-22 Mỹ. Và cuối cùng, J-31 bị cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho là đánh cắp thiết kế của tiêm kích đa nhiệm F-35. Việc đi tắt đón đầu giúp cho Trung Quốc tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho nghiên cứu và phát triển, cho phép nước này hiện đại hóa không quân với chi phí thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, chiến lược này khiến cho Trung Quốc gặp khó khăn về công nghệ do thiếu dữ liệu thử nghiệm và hệ sinh thái công nghiệp. Điều đó thể hiện rõ ràng qua những khó khăn liên tục của Trung Quốc trong việc chế tạo một động cơ phản lực nội địa chất lượng cao. Điểm yếu về công nghệ này khiến cho quá trình phát triển không quân của Trung Quốc tốn kém và mất thời gian. Bởi Trung Quốc cần phải phát triển các quy trình sản xuất tự động, trong đó có việc lắp ráp hệ thống. Tệ nhất, nó có thể dẫn đến việc tạo ra các thành phần kém chất lượng, từ đó giảm khả năng và độ tin cậy của hệ thống vũ khí. Lấy chiếc J-20 làm ví dụ. Dù cho Trung Quốc luôn tự quảng bá mẫu máy bay nội địa của mình bằng những ngôn từ to tát về khả năng của tiêm kích tàng hình J-20 ấy, vậy mà Trung Quốc vẫn phải mua thêm lô máy bay Su-35 của Nga trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Lý do được đưa ra là vì mẫu máy bay Su-35 của Nga sở hữu nhiều công nghệ quan trọng có thể góp phần hoàn thiện tiêm kích tàng hình J-20 của họ. Tuy J-20 có nhiều đặc điểm của máy bay thế hệ thứ 5, thế nhưng, trên thực tế, Bắc Kinh vẫn chưa thể làm chủ công nghệ chế tạo động cơ và hệ thống điện tử phức tạp. Trung Quốc đã mất rất nhiều năm để phát triển động cơ sao chép từ Nga cho tiêm kích J-20. Song gặp khó vì không nắm được công nghệ lõi và động lực sáng tạo. Ngoài J-20, những mẫu máy bay nội địa khác của Trung Quốc cũng đều phải đối mặt tình trạng thiếu mẫu động cơ phản lực hiệu suất cao.
bền bỉ và hiệu quả. Những động cơ thường xuyên gặp trục trặc bị ví như quả tim lỗi trên tiêm kích Trung Quốc, buộc ngành công nghiệp quốc phòng nước này đau đầu tìm cách khắc phục trong thời gian dài. Thậm chí, Bắc Kinh đến nay chưa hoàn thiện nổi động cơ nội địa WS-10 cho tiêm kích J-11 và J-16. Cho nên, họ sẽ còn rất lâu mới chế tạo thành công mẫu động cơ WS-15 cho tiêm kích J-20. Động cơ này được cho là mới ở giai đoạn thử nghiệm trên mặt đất, cần thêm nhiều thời gian trước khi kiểm tra trên không. Vậy nên, động cơ Saturn AL-41F1S, radar Orbis-E và hệ thống thiết bị tác chiến điện tử của Su-35 chắc chắn sẽ thu hút Trung Quốc. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã tung hô dòng máy bay J-20 như một tuyệt tác của ngành hàng không quân sự nước này, có thể đánh bại tiêm kích tàng hình hiện đại F-22 của Mỹ. Tuy nhiên, nếu như J-20 thực sự mạnh như quảng bá như vậy, Trung Quốc chắc chắn đã không phải ký hợp đồng mua tiêm kích thế hệ 4 Su-35 của Nga như vậy. Nếu như để đem ra so sánh, thì tiêm kích J-20 có nhiều điểm giống tiêm kích tàng hình đầu tiên của Mỹ F-22. Giới thiệu qua về mẫu máy bay này của Trung Quốc, thì chiếc J-20 có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2 và hoạt động ở độ cao 18,2 km. Lần đầu nó được bay thử là vào năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017. J-20 có thể chở theo 4 tên lửa không đối không và 2 tên lửa tầm ngắn. Trong khi đó, F-22 Raptor bay thử lần đầu năm 1997 và biên chế năm 2005, có thể chở theo 6 tên lửa không đối không và 2 tên lửa tầm ngắn. Ngoài ra, F-22 còn có pháo quay cỡ nòng 20mm dành cho chiến đấu ở cự ly gần. Như đã nói ở trên, yếu điểm của J-20 chính là ở phần động cơ. Ban đầu, Trung Quốc sử dụng động cơ Saturn AL-31 của Nga dành cho tiêm kích tàng hình này. Sau đó, Trung Quốc chuyển sang động cơ sản xuất nội địa WS-10, thế nhưng vẫn bị coi là không đáng tin cậy. F-22 đã bị dừng sản xuất từ năm 2011, còn Trung Quốc vẫn tiếp tục chương trình cải tiến J-20. Điều này cho thấy quốc gia này đang nỗ lực giúp cho chiếc J-20 có thể thay đổi và nâng cấp động cơ tiên tiến hơn. Tuy đã bị ngừng sản xuất, thế nhưng chiếc F-22 hiện vẫn được nâng cấp phần mềm và phần cứng. Ngoài ra, F-22 không chinh chiến đơn độc mà thường đồng hành cùng F-15 và F-16 của không quân, cùng FA-18 thuộc hải quân và cả F-35 tân tiến. Hay như một ví dụ khác là chiến đấu cơ J-31 được truyền thông Trung Quốc mô tả là một máy bay tàng hình thế hệ thứ 5, có sức mạnh và những tính năng hiện đại không thua kém gì F-35 của Mỹ hay T-50 của Nga. Một số chuyên gia quân sự còn cho rằng J-31 được Trung Quốc phát triển dựa trên những thông tin mật về chương trình F-35 của Mỹ mà gián điệp nước này đánh cắp được. Thế nhưng, khi Trung Quốc mang loại máy bay này ra mắt, chiến đấu cơ J-31 đã bị giới quân sự chê tơi tả khi phụ ra những luồng khói đen kịt đằng sau động cơ. Và nhiều người tuyên bố rằng, chẳng cần đến radar, chỉ cần nhìn luồng khói đen này là cũng đủ phát hiện ra chiếc máy bay được cho là tàng hình của Trung Quốc. Dù cho Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo máy bay chiến đấu theo giấy phép do Nga chuyển giao từ thập niên 1950 và sau đó khởi động chương trình tự phát triển chiến đấu cơ từ thập niên 1980, Trung Quốc cũng cho hay họ đã chế tạo được hơn 250 động cơ máy bay trang bị trên một số chiến đấu cơ thế hệ thứ tư J-10 và J-11. Tuy nhiên, các động cơ này bị chê là không tạo ra đủ sức đẩy cần thiết và thường xuyên phải sửa chữa những hỏng hóc phát sinh. Động cơ máy bay chiến đấu tốt nhất mà Trung Quốc tự sản xuất được là WS-10A Taihang. Thế nhưng, khi nhắc tới sản phẩm này, người ta chỉ nhớ đến cái việc nó thường xuyên gặp sự cố chỉ sau 30 tiếng vận hành.
các chuyên gia an ninh và chế tạo vũ khí tin rằng những yếu kém này sẽ khiến cho chiến đấu cơ Trung Quốc gặp nhiều bất lợi khi nổ ra đụng độ. Trong trường hợp đụng độ bất ngờ nổ ra, sức cơ động kém của các chiến đấu cơ Trung Quốc sẽ trở thành điểm yếu dễ dàng bị các máy bay Mỹ khai thác triệt để. Trung Quốc chỉ có thể dựa vào lợi thế về số lượng chiến đấu cơ cũng như những loại tên lửa phức tạp thì có thể phóng từ đất liền hoặc tàu chiến để giành thế áp đảo trước Mỹ. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia đã cho rằng vấn đề lớn nhất với tất cả các loại vũ khí của Trung Quốc, kể cả những bản sao của thiết bị phương Tây, là chúng vẫn chưa được thử nghiệm trong chiến đấu. Và nhìn chung, Trung Quốc có vẻ như cũng đã tự nhận ra vấn đề trong việc sản xuất vũ khí của mình. Vậy nên, đã nghĩ ra đủ mọi phương án để khắc phục. Bên cạnh phương án chế tạo động cơ nội địa không mang lại kết quả khả quan cho lắm, thì phương án mua máy bay nước ngoài có lắp động cơ tiên tiến lại gặp nhiều khó khăn. Nga là quốc gia mà Trung Quốc muốn mượn động cơ để phát triển trên các dòng máy bay nội địa của mình. Nhưng khó ở chỗ, Nga từ chối xuất khẩu động cơ riêng biệt. Điển hình như phi vụ mua Su-35 vừa kể trên, Moscow đã khẳng định họ có các biện pháp bảo vệ IP tăng cường sẽ bảo vệ ALS-117 khỏi kỹ thuật đảo ngược của Trung Quốc. Các nguồn tin của Nga còn khẳng định gần như không thể tiếp cận được trái tim của động cơ mà không phá hỏng Su-35. Hơn nữa, những khó khăn trước đây của Trung Quốc với WS-10 dù đã tiếp cận động cơ AL-31 của Nga cho thấy một điều rằng việc truy cập các thiết kế động cơ nước ngoài sẽ không ngay lập tức chuyển thành khả năng sản xuất động cơ nội địa có chất lượng tương tự. Và việc không tôn trọng các biện pháp bảo vệ IP của Nga như cam kết có thể sẽ hạn chế quyền truy cập của Trung Quốc vào các hệ thống tiên tiến của Nga trong tương lai. Hoặc Trung Quốc có thể dùng tới giải pháp cuối cùng là sử dụng ngành công nghiệp máy bay phản lực dân sự của mình làm bàn đạp để từ đó áp dụng các ứng dụng quân sự. Tuy nhiên, các công ty Mỹ và châu Âu lại đang chịu những hạn chế nghiêm trọng liên quan đến chuyển giao công nghệ, làm giảm khả năng cung cấp thông tin hữu ích. Ngoài ra, áp lực chính trị hoặc nguy cơ đánh cắp công nghệ có thể khiến cho các công ty hàng không vũ trụ phương Tây sợ hãi khi đầu tư vào sản xuất của Trung Quốc. Và chưa kể, những cáo buộc về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ là một điểm mâu thuẫn then chốt. Điều này có thể làm trầm trọng thêm mối quan hệ Trung-Mỹ và đổ thêm dầu vào ngọn lửa chiến tranh thương mại. Hậu quả có thể làm tổn hại tới cơ sở nông nghiệp mà Trung Quốc đang cố gắng mở rộng và hiện đại hóa. Vâng, với những lý do trên, cũng không khó hiểu khi các loại vũ khí đến từ Trung Quốc nói chung và các loại máy bay chiến đấu do nước này sản xuất nói riêng bị từ chối lời chào mua bán. Từ thực tế đã chứng minh rằng các loại vũ khí tới từ Mỹ và Nga vẫn là lựa chọn tối ưu hơn cả, dù cho Trung Quốc có cố gắng cũng khó có thể chen chân vào. Video ngày hôm nay xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã cùng xem hết video này của tụi mình. Các bạn có nhận xét gì về chủ đề này? Hãy cùng để lại comment ở phía dưới nhé. Đừng quên ấn like, share và subscribe để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video thú vị tiếp theo của TB Trends, nâng tầm kiến thức.